Sau nhật chào các bác, hôm nay em lại về tiếp được một cái chiếc máy lọc khí sáp đời mới các bác nhé. Mẫu mã thiết kế đẹp mà lại rẻ. Mẫu này hôm trước em có mấy con em bán hết ngay rồi, rất là nhiều bác. Sau khi em bán thì các bác hỏi lại thì hôm nay mới về thêm được. Đây, một con KC30T5, em để mã số 1 này, đã đầu biến áp điện 220V rồi. Cái mẫu này nó là cái mẫu đời mới các bạn, thiết kế rất là nhỏ gọn sang trọng, các bác đặt ở phòng ngủ rất là đẹp luôn nhá. Máy thiết kế này trên này mỏng dính luôn, chỉ tầm 10 phân thôi, dưới này thì chỉ tầm khoảng 20 phân này. Nó lại đời rất là cao, năm sản xuất nó 2017 các bác nhé. 26W, siêu tiết kiệm điện luôn, các bác có thể dùng cho phòng khoảng 15 đến 20 mét vuông phòng ngủ nhà mình. Đấy, lọc khí bù ẩm đầy đủ tính năng. Hơn 1 triệu là các bác sở hữu được một cái chiếc máy lọc khí để bảo vệ sức khỏe cho gia đình rồi. Hơn 1 triệu luôn các bác ạ. Mùa hè các bác dùng điều hòa nó khô ra để các bác bù ẩm bằng con máy này thì quá tuyệt vời luôn. Trên máy các bác nhìn này, cái giao diện rất dễ dùng này nhá. Đây là báo, đèn báo ion này, ion khử khuẩn nhá. Đèn báo phần trăm độ ẩm này, hôm nay độ ẩm là khoảng 80%. 80% các bác nhé. Đây, em lấy cho các bác được xem. Máy đỏ, tất cả các cái máy bên em khi bán ra thì em đều kiểm tra độ ẩm nó chuẩn xác, tương đối, ở tính chất tương đối các bác nhé. 81 này, 80 này, 79 này, chứ không có cái gì là tuyệt đối cả. Mình so sánh thì mọi thứ đều là khập khiễng. Được chưa? Các bác có thể chuyển được báo phần độ ẩm này, báo nhiệt độ này. Đây, nhiệt độ hiện tại đang trong phòng là 30 độ C. Được chưa? Có thêm chức năng hẹn giờ này, 1 giờ tắt này, hẹn giờ tắt các bác nhé. Đấy. Được chưa? Đấy. Tính năng lọc khí chỉnh tay, bác chỉnh lọc nhanh chậm, tự động ở đây hết. Một cái chế độ lọc nhanh. Đấy, còn đây là nút tắt nguồn. Bên ria này là bình nước bùa. Máy còn rất đẹp luôn ạ. Đây, bình nước bùa các bạn nhìn này. Đấy, thấy nước còn rất là mới luôn nhé. Yeah, màng nước còn rất là mới. Một con sáp giá rẻ mà lại đời cao mẫu đẹp thì còn gì bằng nữa. Đằng sau này nó là màng HEPA 1,5 triệu và các bác có một con lọc khí rồi thì tội gì mình phải bỏ tiền nhiều làm gì à. Đây là màng HEPA này, trong này là màng than các bác nhé. Màng than của bọn này rất là dày luôn. Đấy, than nó rất là dày. Màng HEPA này vẫn còn dùng ok các bác nhé. Chiếc này em bán là 1,5 triệu, bảo hành 1 năm cho các bác luôn. Bảo hành như máy mới, đã đầu biến áp điện 220 rồi. Các bác nào có nhu cầu lấy các bác alo cho em nhé. Bật nguồn này. À, chào các bác.